Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình được một chị gái chia sẻ cách làm bánh xèo mới. Bánh thì giòn, béo, thơm ngon. Mà đặc biệt đó là mình chiên thì không cần đến dầu mỡ ha. Nếu các bạn yêu thích cái món bánh xèo này thì mời cùng tham khảo cách làm mới này với mình nha. Hôm nay thì mình sẽ dùng bột bánh xèo hương xưa này. Nếu các bạn không có bột bánh xèo hương xưa thì mình có thể dùng loại nào cũng được nha. Thì trong bột bánh xèo này thì người ta có đầy đủ cho mình rồi. Nhưng muốn cho bánh ngon hơn thì mình sẽ cho thêm hành tươi để cho bánh nó thơm ngon hơn ha. Ở đây mình cũng có chuẩn bị là hai quả trứng gà. Nếu các bạn không có trứng gà thì mình có thể dùng trứng vịt vẫn được nha. Ở đây thì mình có hành tươi thì mình đã sắc nhuyễn ra ha. Cái phần nước cốt thì mình có là 800ml nước cốt. Nước cốt này mình đã ép ra từ một trái dừa. Nước cốt dứt và nước cốt dảo thì mình để chung ha. Mình cũng có thêm là một lon bia. Nếu các bạn không có bia thì mình có thể dùng nước lọc thay thế và thêm một ít rượu trắng để cho cái phần bánh của mình á nó giòn, nó ngon hơn ha. Cái phần gia vị thì mình có đây là muối và bột ngọt. Các bạn có thể dằn thêm một ít đường cho vừa khẩu vị với gia đình mình ha. Thì tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình sẽ đi pha cái phần bột này ha. Mình cho hết bịch bột nửa ký nó vào thau để mình trộn nha. Ở trong bột này thì người ta cũng có bột nghệ cho mình nè. Nhưng mình muốn cho cái phần bánh được nó vàng đẹp hơn thì mình cho thêm một ít bột nghệ nữa ha. Tiếp tục mình cho hết lon bia này vào luôn nha. Mình cho bia và trứng vào thì giúp cho bánh của mình đó nó xốp và cái độ giòn nó giữ được lâu hơn hết cả nhà. Rồi tiếp tục mình cho hết cái phần nước cốt dừa này vào nha. Nước cốt dừa thì mình có là 800ml nước cốt dừa ha. Mình cho nước cốt dừa vào thì giúp cho cái bánh của mình nó béo, nó bóng mịn và chiên thì nó không có bị dính chảo hết cả nhà. Thì cách này thì mình sẽ chiên không cần dầu, không cần mỡ ha. Tiếp tục mình cho gia vị vào nha. Gia vị thì mình có là muối và bột ngọt. Các bạn có thể dằn thêm một ít đường nha. Thì tùy khẩu vị của gia đình mình, các bạn cứ gia giảm cái gia vị nha. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình làm mà bánh xèo theo cách này, không cần đánh dầu mỡ. Vì mình được một chị gái chia sẻ thì mình mời các bạn cùng theo dõi với mình coi bánh thành phẩm như thế nào, có được thành công không nha cả nhà. Thì mình quậy bột nãy giờ thì bột nó cũng đã mịn, nó hòa tan hết rồi ha. Lúc này thì mình có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị với gia đình mình nha. Thì trong bột thì nó đã có hành phi, nhưng mình muốn cho cái phần bánh nó được ngon hơn thì mình cho thêm hành tươi như thế này ha. Mình làm bánh xèo thì mình cho hành nhiều thì bánh nó sẽ ngon hơn ha. Mình chiên lên thì bánh nó sẽ rất là thơm, ngon. Cái phần bột và gia vị nó đã hòa đều. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đi đập hai cái quả trứng này, đánh bông lên và cho vào bột ha. Cho trứng vào bột thì mình cũng khuấy cho cái phần bột và trứng nó hòa đều nha. Thì bây giờ mình sẽ để cho bột nghỉ. Trong khi chờ bột nghỉ thì mình sẽ đi làm cái phần nhân ha. Nhân thì ở đây mình có là 500g tép. Đây là tép bạc non nên mình để nguyên con, làm sạch và không có lột vỏ ra như thế này ha. Cái phần thịt thì mình có khoảng là 300g thịt.
À, gốc hành thì mình để riêng như thế này, để tí xíu để mình xào chung với thịt và tép ha. Còn cái phần nhân đi kèm thì các bạn có thể thích nhân nào thì mình làm theo cái vị của gia đình nha. Ở đây thì mình có củ sắn, củ cải đỏ và lá hành. Thì tất cả mình đã sắc nhuyễn như thế này thì mình không có xào nhân trước. Thì khi mình chiên thì mình cho vào bánh luôn, sắc nhuyễn thì nó sẽ dễ chín hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi sấy hành và tỏi để mình xào cái phần thịt và tép ha. Khi hành tỏi nó đã vàng thì mình cho cái phần thịt trước, vì cái phần thịt nó sẽ lâu chín hơn tép. Cho vào xào và mình nêm nếm gia vị nha. Mình cho đường nè, muối và bột ngọt. Thì các bạn có thể gia giảm cái gia vị theo cái khẩu vị của gia đình mình ha. Khi xào nhân này thì mình mở lửa lớn nha cả nhà, để cho cái phần nhân nó được gáo, nó không có ra nhiều nước thì cái phần bánh nó dễ bị lèn ha, không ngon ha. Cái phần thịt bây giờ nó cũng đã gần chín rồi, tiếp theo thì mình cho tép vào luôn nha. Mình xào cho cái phần tép này nó vàng. Rồi tiếp tục mình cho một ít nước mắm vào để cho cái phần gia vị nó được đậm đà hơn nha. Rồi cuối cùng thì mình cho gốc hành vào. Mình xào sơ là được. Cái phần nhân gì đã xong rồi đó cả nhà, mình có thể cho thêm một ít tiêu ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra chiên bánh nha. Cho một cái chảo chống dính lên bếp nóng, rồi mình cho bột vào chiên ha. Chiên và đảo mỏng như thế này. Thì đây là cái chảo chống dính không, mình không có cần thêm dầu hoặc thêm mỡ nha cả nhà. Mình thêm dầu thêm mỡ thì mình ăn bánh nó ngon, nhưng mà nhiều dầu mỡ thì nó cũng không tốt cho sức khỏe ha. Đảo bột xong thì mình sẽ cho nhân vào nha. Mình cho củ cải đỏ nè, củ sắn nè, và cho nhân tép thịt mình xào lúc nãy ha. Cuối cùng thì mình cho một ít hành lá vào luôn nha. Mình chiên, mình quay chảo một lúc thì cái bánh nó đã giòn như thế này rồi nè cả nhà. Bánh thì nó chóc, nó không có bị dính chảo nha. Một phần là nhờ chảo chống dính, còn một phần là nhờ cái nước cốt mình pha vào bột lúc nãy á. Với cách pha bột này thì mình thấy bánh rất là ngon nha cả nhà. Bánh béo, giòn, gáo, không nhiều dầu mỡ ha. Nếu các bạn yêu thích món bánh xèo và thích cách làm như thế này thì hãy nhanh vào bếp làm món bánh xèo cho gia đình mình dùng nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này của mình. Nếu yêu mến thì đừng quên nhấn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.